Tôi tên là Nguyễn Đình Quang, chủ là một doanh nghiệp tư nhân. Tình cờ thôi, chú chở vợ chú đi kiểm tra răng thường xuyên ở Đức Vua Anna. Thì tình cờ lên thì Anna đang có một cái khuyến mãi là phải răng cho chú. Lần đầu tiên đến với Anna thì thứ nhất là cách mình các cô tiếp viên đã cách tiếp xúc với bệnh nhân rất là tốt. Thì kế đến là các cô bác sĩ làm răng thấy là cũng rất là ok. Đây là chăm sóc khách rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó cảm thấy là mình tự tin. Thứ hai là mình cảm thấy coi như là cái răng mình lúc nào mình cũng thấy nó sạch sẽ. Rồi mình tiếp xúc những đối tác cảm thấy rất là tự tin nhiều trong vấn đề nói chuyện. Chú chúc cho nha khoa Anna sẽ được nhiều khách hàng, công việc sẽ tốt hơn. Chúc cho các anh chị mà trong của Anna này được sức khỏe dồi dào. Cảm ơn nha khoa Anna.